Đúng không? Có được mấy em mấy màu? Ngon không mình? Dài không bạn Quỳnh Thanh luôn. Kẹo chip với chip siêu dài. Khui ra. Tao. Màu gì? Ủa, nó khóc vậy? Vậy mà nó siêu dài. Siêu dài nhưng mà nó bị ấy rồi. Giờ Quỳnh này bây giờ xu kéo lại nha. Gịch ra luôn. Gịch cái miếng này ra luôn giống vậy đó. Để chị Hai gịch ra. Kệ con cầm đi, con cầm đi. Con cầm đi để nó đứt nè. Con cầm này nè, nè. Chị Hai đang kéo ra nè. Dịnh nha, dịnh nha. Ê, nó đứt. Chị nè nó đứt. Dễ ăn luôn các bạn à. Đây rồi, cầm đi. Phan, đứt đứt đứt. Rồi nó bị đứt rồi, rồi hai chị em ăn đi. Nó siêu dài nhưng mà nó bị đứt khúc nè mấy bạn ơi. Ngon không? Nó được mấy màu? 5 màu. Ngon không mình anh? Ngon. Cái gì? Cái bột này mình tưởng là đường nhưng mà bột chua. Bột chua hả? Cái màu trắng trắng đó, ừ giống đường quá vậy. Giống màu xanh. Ba cái màu trắng ấy gì nè. Bạn biết màu này gì vậy? Màu gì? Nhưng mà nó dính hai màu luôn các bạn. Ừ. À, hồi nãy nó vô chứa nửa mũi mình luôn á các bạn. Ừ. Ôi, cô trả mình cả hơn. Tới đây à. À, Quỳnh Anh làm cái lử. Cái lử Quỳnh Anh dạy vậy? Đây là kẹo. Kẹo cái lử luôn, cái lử. Chua không mẹ? Ừ, chua. Chua. Ừ. Chua à. Gì vậy? Mẹ biết không rồi các bạn ơi. Wow, ôi, bẹt. Chỉnh.